Nó là con huế già thì mẹ thấy chim, thấy chim lạ vào mày tăng sáng lên chứ. Con này không thấy con này tăng sáng lên. Cánh kinh phết nhở. Ừ, con này căng mà bơi cánh nó đang ra hai cái lông đuôi giữa. À. Cái cây cái này vào vòng sát tốt rồi con. Gãi à? Gãi nhẹ. Nó không gãi như xưa rồi. Gãi nhẹ hai phát cho nó đi luôn. Không gãi thì được tốt rồi. Con kêu sát tốt mà bơi bơi nắng quá này phơi nắng. Phơi nắng đúng 2 giây, thả luôn. Trời tốt.